Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô. Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để tố cáo người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy đứng ra giữa đây." Rồi người bảo họ: "Trong ngày Sa-bát được làm sự lành hay sự dữ, được cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ, người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá. Người bảo bệnh nhân rằng: "Hãy giơ tay ra." Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Herode chống đối người và tìm cách hại người. Suy niệm: để đón nhận và sống sứ điệp tin mừng, cần biết nhìn và có một tấm lòng. Khi gọi người bị bại tay ra đứng giữa hội đường, Chúa Giêsu không có ý hạ giá anh, nhưng Ngài kêu gọi chúng ta hãy dám nhìn thẳng vào người anh em đau khổ, bị bỏ rơi, bị lãng quên, và lắng nghe lời chất vấn của lương tâm. Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, mệnh lệnh làm lành lánh dữ của lương tâm sở dĩ có tính tuyệt đối vô điều kiện, bởi vì nó xuất phát từ chính Thiên Chúa. Người ta chỉ chu toàn bổn phận thánh thiên thờ phượng Chúa khi và chỉ khi làm điều lành, mà điều lành không gì khác hơn là phục vụ, chia sẻ cách cụ thể với người anh em đau khổ đang ở giữa cộng đoàn này. Mời bạn: bạn đang làm những điều lành nào trong ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa? Bạn có bận bịu công việc, làm ăn đến nỗi không có thì giờ cho Chúa, cho gia đình, con cái? Hay bạn cũng ngưng công việc làm thường ngày, những để mê đắm trong bài bạc, nhậu nhẹt say sưa? Chia sẻ: ngày Chúa Nhật của bạn thường diễn ra như thế nào? Có thể sắp xếp cách khác để ngày ấy trở thành ngày của mến Chúa yêu người cách đặc biệt hơn không? Sống lời Chúa: gác lại việc làm ăn thường ngày để đi thăm một người trong khu xóm đang cần sự quan tâm, chia sẻ. Cầu nguyện: lạy Chúa, xin ban thêm cho con nhiệt tâm làm việc lành, biết yêu thương phục vụ những anh chị em nghèo khổ, bất hạnh xung quanh con.